Quang Hiểu Đồng bị chỉ trích quảng cáo bất chấp khi ăn chay bằng thịt thực vật. Thời gian gần đây, Quang Hiểu Đồng bỗng nhiên trở thành chuyên gia ẩm thực vô cùng sang chảnh. Cô thường chia sẻ những món ngon hàng ngày qua các tài khoản mạng xã hội. Nhưng về cơ bản, chúng đều là những thực phẩm xanh, lành và bổ dưỡng, rất thích hợp cho những ai yêu thích thực phẩm lành mạnh và muốn giữ dáng. Mới đây, Quang Hiểu Đồng bất ngờ nhận cơn mưa gạch đá từ cộng đồng mạng xứ Trung vì cô nàng chia sẻ món há cảo với nhân là thịt thực vật. Bạn gái Lộc Hàm không những bị chỉ trích vì động tác giả ăn qua mặt khán giả bằng cách chỉnh sửa video, nàng Tiểu Hoa còn gây tranh cãi gay gắt vì món thịt thực vật. Mặt khác, loại thực phẩm này đắt gấp 8 lần so với thịt thông thường. Khi giới thiệu về món há cảo nhân thịt thực vật, ngôi sao sinh năm 1997 đưa ra lời khuyên rằng mọi người nên ăn loại thực phẩm này vì thịt làm từ thực vật sẽ bổ dưỡng hơn thịt thật. Không ít dân mạng chỉ ra rằng đây là video quảng cáo của Quang Hiểu Đồng khi ánh mắt cô hướng về bạn chỉ dẫn để đọc theo. Toàn bộ quá trình cũng chẳng ăn thật mà chỉ giả vờ đang nhai mà thôi. Dưới bài viết của Quang Hiểu Đồng, gần như những lời bình luận đều chỉ trích, mắng chửi cô nàng thậm tệ vì kiếm tiền bất chấp mà có những hành động coi thường khán giả. Cô ta hoàn toàn coi mọi người là đồ ngu à? Chính cô ta không hề ăn lấy một miếng mà còn khuyên mọi người hãy ăn đi. Ăn chay bằng thịt thực vật, đã ăn chay mà còn vương vấn thịt như cô thì dẹp đi, đồ đạo đức giả. Loại thịt này đắt gấp 8 lần thịt thông thường đấy, cô đang khoe khoang sự giàu có của mình đấy à. Ánh mắt vô thần nhìn vào giấy hướng dẫn để đọc theo, kiếm tiền bất chấp mà quảng cáo bẩn như thế này đây. Dưới sức ép của dư luận, video này của Quang Hiểu Đồng đã bị xóa đi. Tuy nhiên, điều trớ trêu là vài ngày trước, Quang Hiểu Đồng còn đăng tải một bài viết về bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng trên Weibo. Sự kết hợp giữa thịt và rau rất đẹp mắt và ngon miệng. Nhưng bây giờ cô lại làm điều ngược lại khi khuyến khích mọi người nên ăn thịt thực vật. Thế nên chuỗi hành động khó hiểu này của Quang Hiểu Đồng càng khiến dân mạng thêm phần mỉa mai, cho rằng nữ diễn viên thật giả tạo vì kiếm tiền mà bất chấp tất cả. Quang Hiểu Đồng, Lộc Hàm là một trong những cặp đôi được quan tâm hàng đầu làng giải trí Trung Quốc. Nhà trai là idol nổi tiếng hàng đầu, có lượng fan hùng hậu và vây rùa hút mắt khi bước ra từ truyện tranh. Còn Quang Hiểu Đồng được coi là công chúa của làng giải trí, xinh đẹp, thân hình chuẩn và xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lộc Hàm bất chấp sự phản đối của người hâm mộ để công khai yêu Quang Hiểu Đồng năm 2017. Cặp đôi hiếm khi xuất hiện cùng nhau, nhưng cũng có cách thể hiện tình cảm ngọt ngào như thường đến thăm đối phương ở phim trường, chúc mừng sinh nhật trên trang cá nhân. Nam diễn viên, ca sĩ còn gửi cả vệ sĩ thân thiết để đưa bạn gái về nhà sau khi hẹn hò.